Rồi, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2021. Thì kênh Chim Cú Hay sẽ lên một clip gộp gồm có 3 đôi. Thì ở trên màn hình các bạn là nhìn thấy là nó rõ ràng 3 đôi. Cái đôi thứ nhất là đồng chí Thao muốn nói với các bác là cái đôi chưa có cườm. Thì bậu trên cầu là con đầu tiên và là con cuối cùng trong cái cầu tre đây. Đó. Thì đôi này là giai đoạn này là giai đoạn 1 tháng rưỡi tuổi, và đôi này là dòng chim phấn hồng đấy, đã ăn lúa thành thạo và đã độc lập được rồi đó. Thì với cái đôi này thì mình cứ tạm gọi là đôi non và là đôi số 1. Đôi này thì em báo giá với các bác là 800k đấy. Đôi này là zin đôi một trống một mái đó, zin đôi một trống một mái luôn. Con ở ngoài màn hình này là con trống và con bên trong là con máng. Thì đấy là những cái đôi mà giống bắp chuối ngực hồng âm thổ đấy. Thì em quay như này chắc là các bác cũng nhìn nó cũng khá là rõ cái tướng tá mẫu mã của đó. Như bây giờ là hai con trên cầu là một đôi này, hai con bậu ở trên cái cầu cầu là một đôi đó. Em muốn nói cái đôi số 1 là đôi chưa có cườm đấy. Con bên trong là con mái thì có vẻ như nó hơi bắn một lốt đấy, dậy thì sớm hơn đấy. Đôi này thì em để cho các bác là giá là công khai là 800k đấy. Em đảm bảo với các bác là một trống một mái zin đôi và âm thổ đấy. Đấy, thổ con này là nó có một chút là âm bám cũng khá là hay. Cái tông này là được cái nó quả bắp chuối to đấy. Em view này chắc là cũng khá là rõ trên màn hình rồi, em nhìn trên cái qua cái điện thoại này cũng khá là rõ rồi. Thì đôi này ưu điểm là đuôi dài vót, mỏ dài đấy, thân dài hình bắp chuối, chân thì bây giờ nó non thì nó trông nó màu hồng hồng nhạt nhạt đấy. Cái đôi này này em báo giá công khai 800k và ghi là số 1. Với những cái bác mà đã đăng ký kênh thì gần như ngày nào các bác cũng sẽ có những cái thông tin mới. Bởi vì em coi cái kênh Chim Cú Gáy Hay này như là một cái kênh chợ chim online. Gần như là tuần nào tháng nào em cũng có những cái đăng bài, và đặc biệt là sẽ có những cái khuyến mại trong tuần, trong tháng và nhân dịp sinh nhật. Đấy thì các bác xem thì các bác thấy là cũng khi quay thì em cũng nói rõ là tại cái thời điểm ngày tháng năm và giờ đấy. Bây giờ là lúc 4 giờ chiều ngày 18 tháng 5 đấy. Các bác nhìn thấy con chim đực này nó cũng khá là thuần đấy. Con chim cái thì nó chưa có cườm và nó đang đứng ở cái lối cửa ở góc chuồng đấy. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, con chim cái đây là một đôi này, đây là một đôi đấy, một đôi. Hết cái đôi số 1 này thì em xin chuyển sang cái đôi số 2. Đấy. Giới thiệu với các bác là đôi số 2 á, là cái đôi mà chúng ta xét 4 cái con chim già có cườm còn lại, thì trong đó là có hai con đuôi ngắn, có một con là cụt đuôi và một con đuôi rất ngắn. Còn cái đôi thứ hai mà mình muốn nói tới ở đây là cái đôi mà lông đuôi còn dài đấy. Đấy, lông đuôi dài đấy. Thì các bác nhìn thấy có một con là đậu ở dưới gần chỗ cống nước mà có một cái sợi lông đuôi nó hơi rũ rũ ra đó, và một con ở góc bên kia là đuôi dài. Thì đôi số 2 này thì ưu điểm là nó được khép cườm và có huỳnh cườm đấy, huỳnh cườm. Đôi này em zoom lại một chút để các bạn nhìn cho nó rõ đấy. Đôi số 2 chính là đôi ở giữa màn hình có cườm, hai con bậu chéo đầu nhau, con bên ngoài là con mái và con bên trong là con trống đấy. Thì đôi số 2 này là đôi đuôi dài đấy, đuôi rất là dài. Đôi này thì có cái con cái của nó tôi rất thích ở cái phần vai của nó có cái màu phớt hồng huỳnh cườm đấy. Đấy các bác nhìn nhá,
Đấy, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp, mắt đỏ. Con cái thì người nó thon. Con cái thì cứ nói là xinh ngọc trinh luôn. Đây là cái đôi này mà các bạn thích giữ giống thì cái mã của nó rất là đẹp. Đấy, đôi số 2 này. Đấy, các bác nhìn chân rất là đỏ. Đấy. Thì con đấy, con trèo lên lưng là con cái, mà con bậu ở bên sát bên trong lồng là con đực. Đấy. Thì các bác nhìn, các bác cảm nhận thấy một đôi. Đấy, đôi này thì em báo giá là 1,5 triệu. Đấy, con cái nó vừa mới âu yếm con đực một tí. Đấy. Âu yếm một tí. Thì mình đang cầm điện thoại thì nó có vẻ cái mắt của nó nghe nó vẻ nó cũng hơi cảnh giác. Thì các bạn nhìn thấy là đôi này thì nó đã đạt đến cái tuổi sinh sản, bắt đầu đến cái tuổi đẻ rơi trứng rồi. Thì giá 1,5 triệu cho cả một đôi. Đấy. Thì các bác thấy là nó lên huỳnh cườm rất là đẹp. Mình rất thích cái con cái này. Đấy, rất thích luôn. Con cái này thì đuôi dài. Đấy, đuôi dài. Đuôi rất dài luôn. Mình quay như này là cũng khá là chi tiết rồi đấy. Khá là rõ ràng. Đây. Con cái này, các bạn nhìn cái đường nét con cái này. Một ít cái lông bông bông này là do mình thỉnh thoảng mình cũng có gọi là bắt để cho nó thuần chim. Đấy. Đây là con đực này. Con đực này thì đực đấy, các bạn nhìn này, cổ chum. Con này thì chân rất là đẹp. Đấy. Đôi này 1,5 triệu thì quá là xứng đáng luôn. Bác nào mà gây giống thì đây là một cái sự lựa chọn nhanh và luôn. Nhấc máy lên và liên hệ cho đồng chí Thao là 0335305982. Con cái này cũng vậy, con cái này rất là thanh luôn. Đấy, các bạn nhìn này, nó cùng cái gen của nó, chân nó rất là đỏ. Đấy, các bác cứ nhìn kỹ mà con, chân rất đỏ luôn. Đấy, đỏ hơn. Đấy, thì các bạn nhìn này, cái đường vách cườm của con mái này, cái đầu lên cái lớp phớt xanh rất là đẹp. Đấy, đây là cái lông lá của nó do mình nuôi nhà mình nuôi trang trại, nó sẽ không thể đẹp hơn so với các bác mà nuôi 1-2 con được. Nếu mà các bác cái đôi số 2 này mà các bác tách ra về một mình một lồng nuôi AV thì đây là một cái đôi uyên ương, một đôi chim cô gái uyên ương, vợ thì xinh như ngọc trinh luôn. Đấy, anh đực này thì có vẻ như là người còn phát triển nữa, bởi vì các bạn thấy là chân nó chưa có độ mốc. Đấy, chân chưa có độ mốc nhưng nó chỉ giữ được cái màu đỏ đây. Đấy, nếu như chân nó độ mốc thì nó sẽ già chim và trông cái đây em đực này thì các bác nhìn cái cườm nó đấy, nó cũng thực sự là chưa lên hết cái vân cườm. Cái mắt của nó nghe có vẻ nó cũng chưa có cái độ dữ tợn của một người đàn ông trưởng thành. Đấy, đây là nguyên đôi này, zin đôi luôn này. Đấy, zin đôi giữa màn hình luôn nha các bác nhá. Em muốn quay nó rất là cụ thể. Đấy, cụ thể là đôi số 2 này giá 1,5 triệu là giá rất là Covid rồi. Rất là cái cô 19, cô Hoành Hoành này, em cũng biết là kinh tế, ngành nghề nghề đều có những cái sự ảnh hưởng. Mọi người đều phải căn ke với cái tài chính của mình. Đấy, có thể là 2 triệu thì em lại cân nhắc thành 1,5 triệu. Đấy, đây này, đấy, đôi này lên cầu bậu song song luôn. Bậu song song luôn, đấy, đôi này này, đấy, đuôi dài nhá. Đấy, 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 rất là đẹp. Đấy, hai con đều có màu vàng ở cườm, ở cổ. Rất đẹp luôn các bạn. Đấy, con đực thì rất là triển vọng đấy. Con đực này thì nếu như mà tầm 2 năm tuổi thì con đực này nó sẽ rực rỡ và nó sẽ to, to quá. Đấy, to quá rất là nhiều. Đấy, đực cái, đấy, con cái thì chân cũng đỏ, con đực chân cũng đỏ. Đấy, thì cái đôi số 2 này thì là âm thổ nhá. Bên mình thì rất là thích cái giống âm thổ. Đấy. Các bác nhìn cái bả cánh của những con chim bên mình gần như không có cái vạch xám hay là lốt me nào cả. Đấy là một cái tự hào về cái chim phấn hồng của bên mình. Đấy. Thế còn trở lại cái đôi thứ 3 á, thì cái đôi thứ 3 này thì lại rất là đặc sắc này. Cái đôi thứ 3 là riêng cái anh cun cút cọc đuôi kia kìa, là anh ấy là thổ sấm. Đấy. Anh thổ sấm, anh gù thì thôi rồi luôn. Đấy. Riêng cái anh cụt đuôi này thì nguyên nhân là do nó túm vào nó tụt luôn cả mặt. Đó. Thì do mình bắt nó cũng hơi ấy. Còn em cái thì ở bên cạnh.
Em cái thì đuôi nó có vẻ hơi ngắn mà trông nghe vẻ chuột chuột hơn. Đấy. Thì riêng đôi này là em báo giá với các bác là 2 triệu. Vì sao nó lại 2 triệu? Bởi vì đôi này nó là đôi đã gì đã trực thực sự trưởng thành rồi. Các bác nhìn cái chân của nó đã có cái độ mốc rồi. Đấy. Chân đã có độ mốc rồi. Trông thế thôi nhưng mà nó cũng rất là thuần đấy các bác ạ. Đây này. Chân nó có độ mốc rồi. Đấy. Trông thì như con cun cút thôi nhưng mà thực ra là đấy các bạn nhìn này, đeo vòng cái vòng đồng ở chân đấy là đánh dấu con đực. Đấy các bạn nhé. Thì đây là con cái này là do là lông nó chưa mọc lại và do hôm trước là có bị một chú rắn chú vào chú lùa nên là cái bả cánh của nó hơi bầm dập một chút, có cũng bị một chút gọi là ảnh hưởng do nhà mình cũng vừa rồi có con rắn hổ trâu thì mình cũng đã xua đuổi đi rồi, giải quyết rồi. Đấy. Thế còn con cái thì được cái là có vẻ như to hơn con đực. Đấy, có vẻ như to hơn con đực. Thì con đôi này là cái tông của nó là thổ sấm luôn. Đấy. Đấy. Các bác nào mà xem cái clip gộp là 1 2 3 này thì 800, 1 triệu rưỡi và 2 triệu. Đây là những cái cung mà rất là gần gũi, rất là hợp lý rồi. Bởi vì cái đôi số 3 này nó thật với các bác là bây giờ là nó là đẻ rồi. Đấy. Chứ không phải là chim chưa đẻ. Thế ra là em báo giá với mức 2 triệu là nó chỉ tương ứng với một con chim đực để chơi được thôi. Thế ra là em bán kèm vào một đôi để cho các bác vừa tiền để muốn gây mà muốn chơi. Trong những cần thiết các bác chỉ cần tách con đực ra là các bác đã có cái hiệu quả rồi. Đó. Còn cái đôi số 1 thì thôi rồi, đôi này là đôi bắp chuối. Đấy. Đôi số 2 thì đôi huỳnh cườm, đôi thứ 3 là đôi thổ sấm. Thì đấy là những cái ưu điểm của ba đôi. Và có lẽ là clip của trong cái ngày 14 tháng 5 này em cũng đăng liền một lúc tù tì 11 12 phút này là gộp ba đôi, đôi số 1, đôi số 2, đôi số 3 để cho các bác cũng như các chú anh em xem và nắm bắt được cái mã số từng đôi và cái giá công khai của từng đôi. Đấy. Thì cũng ngày tháng em đăng là 15 18 tháng 5. Nếu mà nó qua tầm 1 2 tuần thì các bác cũng không nên gọi nữa bởi vì thường kênh của em bán là nó rất đều đặn. Sau khoảng 1 tuần là gần như những cái đôi chim đó là sẽ hết, sẽ có người mua. Đấy, đâm ra là em đăng thì em không hay để lại những cái mở ngoặc là đã bán hay như nào đâu. Thực ra em đăng là em đăng kênh cá nhân, em không có những cái thời gian để trau chuốt hay là làm đúng theo cái nguyên tắc của một người làm YouTube. Mà kênh của em là cái kênh đam mê, kênh bán hàng, kênh chia sẻ kỹ thuật, kênh chuyên sâu về cái con chim cu gáy này. Thì có lẽ là các bác cũng xem và các bác lên gọi điện thẳng. Hoặc là có những cái lúc Zalo thì các bạn có thể gọi điện được đỡ tiết kiệm, mà hai sim số điện thoại thì em cũng công khai cái số Zalo mà số liên hệ của em là 0335305982, số sim 2 của em là 0989177982. Đấy, một buổi chiều rất là mát mẻ tranh thủ xuống quay khuôn viên của ba cái đôi chim như thế này. Đấy, nói rõ cái thuộc tính và cái thế mạnh của từng đôi, cũng báo giá công khai. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau.